Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Để tiếp theo phần kỹ thuật bắt ngắn cơ bản thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật bắt ngắn, gò ngắn, nâng cao mà các ngôi sao thế giới họ thường sử dụng trong trận đấu. Khi bạn thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp và gặp các vận động viên có trình độ cao, thì việc mà bạn bị họ flick, hất trong bàn thì không thể tránh khỏi. Ở cái nguyên lý này là hầu hết các cao thủ là họ đều sử dụng bóng là thời điểm khi bóng vừa nảy lên. Là bạn có thể dùng trong hầu hết các loại xoáy là đối với quả giao bóng ngắn hoặc bắt ngắn của đối thủ ở trên bàn. Vì khi bóng chạm bàn là bóng không xoáy, vừa nảy lên là xoáy thêm một chút. Và các bạn, nguyên tắc là theo vật lý, các bạn càng chờ thì độ xoáy nó là cực đại. Bạn sẽ sử dụng cái cổ tay đồng thời khi chạm bóng, bạn phải kết hợp sử dụng lực tì bám của ngón trỏ và cái ngón cái. Bạn nhớ là phải bám dính kéo bóng được một khoảng ha. Thì khi đó bạn mới tạo được lực ma sát lớn và tạo cái độ xoáy lớn cho quả bóng. Thì nếu như các bạn gặp quả bóng xoáy ngang từ đối thủ ngắn trong bàn thì lúc đó chúng ta cũng dùng cái thời điểm vừa nảy lên, nhưng mà chúng ta sẽ linh động một chút, chúng ta sẽ tiếp xúc ở hai bên hông bóng. Thì khi qua bàn của đối thủ họ sẽ không thể tấn công mạnh, khi họ hất mạnh, bị lỗi, bị rớt lưới nhiều. Thì sau đó họ sẽ trả lại bắt ngắn hoặc là hất nhẹ qua, thì lúc đó bạn sẽ có cơ hội bạn phản công lại. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của Tý Long trong suốt thời gian qua. Nếu thấy video hữu ích và hay, xin đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ kênh của Tý Long nữa nhé. Và nếu các anh chị cần tư vấn bất cứ thứ gì về bóng bàn hoặc là các bài tập về bóng bàn, xin hãy liên hệ với Tý Long qua số điện thoại. Xin chào tạm biệt các anh chị, xin hẹn gặp lại các anh chị video tiếp theo.